Hôm nay về muộn lắm mà đến giờ vẫn vắng nhiều, kệ mình tiếp tục đúng không? Rồi vì bên chỗ ăn là không cho thuê phòng ấy, nhưng là tháng 5 mình mới học off được, thì từ thứ hai tuần sau là mình cứ tiếp tục học off ở Xuân An nhé, mày đến nhé, đường đi vẫn nhớ đúng không, đi học Xuân An cho tiện đường. Hôm trước thầy chỉ mượn tạm phòng chủ khiêm thôi. Ok thì bây giờ mình ôn tập tiếp kỳ 2 nào. Ôn tập kỳ 2. Ôn tập kỳ 2. Nói chung là về cơ bản thì thi là không khó đâu mấy đứa ạ. Chắc là tuần sau học tổ thì sẽ có đề cương thôi, ba trận đề, à có ba trận đề thì mình sẽ nói rõ hơn. Được chưa nhỉ? Và phần hình. Bữa trước con số rồi thì buổi nào này cũng phần hình sau. Thì hình nhớ thầy, chủ đạo của cuối kỳ 2 là phương trình hình tròn. Bữa trước thầy nhắc lại cho mấy đứa cái đường thẳng rồi, đúng không? Thì hôm nay là mình học nốt cái đường tròn cho xong. Thì các câu hỏi hay gặp ấy, thông thường đường tròn nhé, nó sẽ có ba ba ý. Thông thường là đường tròn ạ, đường tròn sẽ có ba ba trọng tâm, ba ba ý. Tức là ý dễ nó thông thường là gì, là xác định tâm và bán kính. Cái bước này thì thầy nghĩ bây giờ giờ ai cũng làm được hết rồi, không có lý do gì bỏ cái bước này cả, đúng không? Cái ý thứ hai thông thường ấy là sẽ hỏi tiếp tuyến. Tiếp tuyến thì yên tâm đi, hay đâu hay dễ. Tiếp tuyến ở đây người ta chỉ hỏi đơn giản thôi, hoặc là song song, hoặc là vuông góc với đường thẳng delta cho trước, đúng không? Chứ ít khi các thầy câu hỏi các bạn qua điểm lắm, ít ít như vậy. Nhưng mình ôn thì mình vẫn ôn hết thôi. Và ý cuối cùng, thông thường ý này sẽ là ý khó. Ý khó. Đấy. Nói ý khó thì mỗi một kiểu nó sẽ là các vấn đề. Các vấn đề. Vấn đề liên quan đến đường tròn. Liên quan đến đường tròn. Đó. Các vấn đề liên quan đến đường tròn. Được chưa? Thì nói chung là hai ý đầu phải nắm thật chắc cho thầy. Bạn nào mà muốn 9 điểm, 10 điểm ý, thì cái ý thứ ba phải làm được. Phải làm được nhá. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành ôn tập cả ba ý. Nhưng mà tất nhiên là thầy không, thầy sẽ cho làm bài tập. Làm bài tập chứ không lý thuyết nữa. Vì lý thuyết nhắc mãi lại mãi rồi. Chủ yếu mình làm bài tập thôi. Được chưa nhỉ? Rồi. Thì các bài tập này của thầy là các cái đề thi thử trong các trường cả nước ấy. Có cả đề dễ, đề khó. Thì mình cứ làm từ từ cho nó quen tay. Ví dụ làm thầy bài 1. Ôn tập một chút nha. Bài 1. Xét lại cái đề mà. Rồi, cho cái này. Xếp qua này cái đề, cho đường tròn lại viết phương trình tiếp tuyến của C tại M. Câu số 2 là tìm điều kiện của M. Bài này có hai ý thôi. Bạn có thể làm luôn hoặc là cách ra một chút thời gian để xếp đề cũng được. Làm nhanh nhá, thầy cho 2 phút chuẩn bị, thầy gọi 2 phút chuẩn bị. Làm câu dễ thôi. Xử lý nhanh cho thầy những câu dễ.
Rồi câu 1 gọi dần nha. Câu 1 khá dễ. Gọi dần nào. Kim chi giúp thầy nào. Đầu tiên là thằng C tâm là bao nhiêu? Kim chi. Tâm là 2,1 đây. Tâm y 21. Ok, R là bao nhiêu nhỉ? Em người là tâm người ạ. Ok, rồi câu 1. Tiếp tuyến. Nó có những yếu tố gì? Tại M đây. Tiếp tuyến này đúng không? Đấy, thì tiếp tuyến qua đâu nhỉ? Mở. Ok, là 52. Có vector gì hả em? Có vector IM. IM vector gì? IM Các tuyến. là Đúng không? IM là bao nhiêu? IM là vector 31. ba 1, đúng không? Vậy chia ngay là phương trình là gì? ba X. mười năm cộng với y thứ hai Bằng 0, tức là mình có là 3x năm cộng y trừ 17 bằng 0. Rồi ok, ý đầu tiên. Ý này đi thi thì nói thẳng là nếu tiếp tuyến thì con sẽ hỏi các bạn cái này hay gặp cái này này. Tiếp đến tại điểm hoặc là song 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 múa một thằng nào đấy, hiểu không? Đấy những câu hỏi dễ nha. Câu số 2 nè, có ai làm 5M chưa? Chắc là kết quả này. Bạn nào có M chắc là kết quả nhé. Xem ra bao nhiêu đúng giống nhau không? Có M chắc là kết quả nha, xem ra bao nhiêu. Nhớ các bài toán này thì dạy rồi, mấu chốt là phải tìm được cái gì. Là như vậy, mình phải biết mấu chốt là tìm được cái gì. Có kết quả chưa? Trao cho thầy xem nhé. Nào, có kết quả chưa? Câu này. Nhớ mấu chốt. Ở đây cần tìm là cái gì? Các bạn nhìn quan sát cho thầy nha, quan sát này, quan sát một chút. Được chưa? Thì ở đây nhá, cái mấu chốt của mình ý là mình phải tính được cái khoảng cách từ y đến đây là bao nhiêu. Thì mình vẫn hạ một cái là gì thôi? Hạ một cái là y, y hat.
đúng không? Hai cái IH cùng với delta, thì để cho thầy mình kể IH cùng với gì nhỉ, cùng với D, thì chia ngay là gì, chia ngay là gì nhỉ, là mình có cái H đúng không, cái H đó là trung điểm của AB. Giả sử như vậy thì khi đó mình sẽ có ngay là AH bằng 1 phần 2 AB đúng không, AH bằng phần 2 AB bằng mấy, bằng 3. Thì khi đó mình suy ra ngay IH bằng gì mới nhớ nhỉ, IH sẽ bằng căn của gì, căn của cái IA bình trừ R bình, bằng căn của gì nhỉ, IA bình là mấy, à sorry, IA bình trừ đi AH bình. Thực chất IA này, IA này, thực chất IA nó chính là R đúng không, vậy căn của gì 10 trừ đi AH bình là mấy, AH bình là 3 bình bằng 1 đúng không, là 1. Vậy suy ra ngay là gì, hay tôi ngay là khoảng cách từ đây, tôi ngay là khoảng cách từ Y đến D bằng 1 đúng không mấy đứa, khoảng cách đến từ Y đến D bằng 1 tức là gì, tức là mình có là Y đây, Y là 21, thay vào cho thầy, thay điểm Y vào cho thầy tức là gì nhỉ, thay vào đi tức là sẽ là 2 này, 2 đúng không, trừ đi gì, trừ đi m trừ 4, chia căn của gì nhỉ, căn của cái 1 cộng m bình bằng mấy, bằng 1. Hay tương đương là gì nhỉ, trị của m cộng 2 bằng căn của 1 cộng m bình đúng không, hay tương đương là gì nhỉ, m cộng 2 tất cả bình bằng 1 cộng m bình đó. Rồi giúp bạn nó thầy lại khai triển rất gọn đúng không, thì các bạn ra bao nhiêu, 4m cộng 3 bằng 0, tức là mình giải ra m bao nhiêu, m là 1 phần 3, à trừ 4 phần 3, trừ 3 phần 4. Ok, nói chung là đi thi gặp bài này thì nó là bài cơ cơ bản, không quá khó, thuộc phạm vi mình làm được đúng không. Cố gắng nhá, đi thi gặp những bài này thì cố gắng đừng bỏ, nó khá là dễ thôi. Huyền Trang ok chưa ạ? Rồi. Mình thua ok không nhỉ? Có ạ. Ok nhá, đấy. Nhớ cái mấu chốt bài này bao giờ cũng vậy, mình sẽ phải tính khoảng cách từ y đến cái đây. Mấu chốt là như thế, được chưa? Không quá khó. Rồi. Nói chung là những cái ý dễ thì thầy nghĩ không phải ôn tập nhiều đúng không? Chủ yếu là mình ôn tập cái ý nó khó một chút, với đây là thi cuối kỳ. Rồi mình sang cái phần bài tiếp theo nhá. Rồi, tiếp tục. Bài này có thể có 3 ý. Đấy. Chép giúp thầy cái đề vào. Quên cái phần nào thì tự giác mở vở. Xem lại phần đấy cho thầy. Bài số 2.
Chuẩn bị trước cho thầy mấy phút nha. Cái câu đầu nó liên quan đến phương trình đứng thẳng. Làm qua thầy, 5 phút thầy chữa. Hai đầu khá dễ thôi đúng không? Quan trọng là ý thứ ba ấy. Ý thứ ba là ý khó hơn một chút. Thì thi thông thường sẽ có ba ý như thế này. Cố gắng làm cho thầy. Chép qua cái đề đấy nhá, hoặc là cách ra mấy dòng chép đề sau cũng được, mình làm luôn. Hai phút để gọi nha, hai phút để gọi tối thiểu là được hai cái ý đầu tiên, nó khá cơ bản thôi.
Nào, câu đầu tiên nhá, câu đầu tiên có khá dễ thôi, làm cho thầy nào. Thầy gọi một đứa trình bày cho thầy. Đông à, làm cho thầy. Thầy là vector BC sẽ là trừ 2, 2 và là trừ 1, 1. À, tức là D đi. đường cao gọi là D đúng không? Đi qua đâu? Đi qua A, tọa độ trừ 1, 2. Ok, và có vector phát tuyến là cái vector gì? BC Đúng rồi, ok, tốt. Bằng bao nhiêu? trừ 1, 1. BC cơ mà. BC À, là trừ 2, 2. 22. Ok, để suy ra ngay D là gì? Là trừ. CAD sẽ là trừ 2 nhân x cộng 1 trừ Rồi. đi 1 nhân y trừ 2, Cộng 2 nhân y trừ à 2. cộng với 2 nhân y trừ 2, Đó tức là x trừ 2x cộng 2x cộng 2y. trừ 6 bằng 0. Thế mình có là trừ x cộng y trừ 3 bằng 0. Ok. Được chưa? Rồi, ok. Đó. Rồi, đấy là câu đầu tiên đấy, khá dễ. Câu số 2 nào. Câu số 2, phương trình đường tròn đi qua 3 điểm. Cái này dạng bài toán cơ bản, đúng không? Bài toán cơ bản. Phương trình đường tròn đi qua 3 điểm, bài toán cơ bản nhé. Nào, một đứa ăn cho thầy nào. Phan Huy là không, thầy là còn nhớ ta. Phan Em thưa thầy là gọi y AB là tâm của đường tròn Huy này. Cứ nói đi. C à, có là vectơ AI bằng với vectơ BI à, độ dài AI bằng với độ dài BI vì là bằng bán kính nên suy ra là A cộng 1 bình cộng B trừ 2 bình bằng A trừ 3 bình cộng B trừ 2 bình. Ừ, Thôi em giải ra dạng tức là em có về cái mặt AI đúng không? AI bằng BI này là gì nhỉ? Và AI bằng CI đúng không? Hai chữ đơn gì nhỉ? Là AI bình bằng BI bình và AI bình bằng CI bình. Đúng chưa? Hai chữ đơn gì nhỉ? Chữ đơn gì? A cộng 1 bình cộng B trừ Rồi, 2 bình. cộng 1 bình cộng với cả B trừ 2 bình bằng gì? A trừ 3 bình cộng với B trừ 2 bình. A trừ 3 bình cộng cả B trừ 2 bình. Tiếp tục, gì nữa? A cộng 1 bình cộng B trừ 2 bình bằng với A trừ 1 bình cộng với B trừ 4 bình. Rồi, cái này tương đương gì? À, em giải cái trên là ra A bằng 1. À, dù ra hệ cho thấy hệ hệ là gì đấy? À, một luôn này. Vâng. Tức là mình có rút gọn cho thầy sẽ là 8A bằng 8. Còn thầy dưới là bao nhiêu? Giờ em chưa làm sao. Rồi rút gọn cho thầy cái dưới xem nào. Bốn A Tiếp tục. à cộng 8B à 4B 4A cộng 4B. Ok, bằng bao nhiêu? à. Bên này 17 này, bên này là 5 chuyển sang là sẽ là 10, 12. Đúng không? Bây giờ giải ra A mấy? A là 1. A là 1 thì B bằng 2. Vậy cho đi là bao nhiêu? Y 12, vậy cho R là gì nhỉ? R là gì? À, em thấy là R bằng Bằng IA đấy. Bằng AI đúng không? IA cũng được, sao cả. Bằng bao nhiêu? Bằng căn của gì nhỉ? Căn của thay A 1 B bằng 2 vào đây. Cái AI bình của em đây này.
là sẽ là gì nhỉ? Hai bình cộng không bình bằng hai. Vậy chốt hạ lại cho thầy là đường tròn C có dạng là gì? X trừ 1 bình cộng với Y trừ 2 bình bằng 4 ạ. Rồi, cái bài này thật ra có hai kiểu làm. Hoặc là mình gọi dạng tổng quát ra ấy, gọi dạng tổng quát ra rồi mình thay thay các điểm ABC vào, đúng không? Có hai kiểu làm bài này. Rồi còn nói kỹ rồi. Nào, nghĩ thử một chút câu C nha, câu C. Tìm điểm M sao cho biểu thức này đạt giá trị lớn nhất. Nói chung là đi thi nếu mà câu C vào câu này ấy, thì là câu khó, câu này có điểm 10, câu 10 điểm. Nó sẽ là như vậy. Nào, có ai có ý tưởng cho thầy câu này không? Có thể phát biểu. Là câu C, tìm điểm M của T sao cho cái biểu thức này là giá trị lớn lớn nhất. Có ai có ý tưởng cho bài này, ý tưởng thôi. Rồi mình triển khai sau. Nếu thi câu này chắc chắn câu này có điểm 10 rồi, không vấn đề gì. Vậy ý tưởng như thế nào đây? An có ý tưởng gì không? Chưa có. Chưa có. Ngân, mình sẽ dùng hình học là chính thôi, hình học, hiện tượng hình học đi. Cái Phương có ý tưởng gì không? Em đường tròn có rồi, tìm điểm thuộc đường tròn sao cho cái này nó đạt giá trị lớn lớn nhất. À, bây giờ gợi ý một chút nhé, mình cùng cùng triển khai với nhau nhé. Thì câu này ý tưởng, các bạn nghe này, cái điểm M này này thì gọi đây là phương trình sao nhé, gọi đây là phương trình sao của mình. Đầu tiên nhá, cái điểm M ấy, MXY nó thuộc đường tròn T, đúng không? Vậy suy ra ngay nó bài toán phương trình gì nhỉ? Phương trình là gì? Là x trừ 1 bình cộng với cả y trừ 2 bình bằng 4. Ok không? X trừ 1 bình cộng y trừ 2 bình bằng 4. Chuẩn chứ? Thuộc T mà. Thế bây giờ mình có này. Cái P ấy, cái P của mình nhá là 5y trừ đi 2x trừ 14 chia cho gì đây? X cộng y cộng 1. Cái tương đương gì mà đến nhỉ? Tương đương gì? Là P thì quy ông lên. X cộng y cộng 1. Không khó mà nếu quan sát thì làm nhưng không khó. À bây giờ thì rút gọn này, rút gọn lại một chút, tức là mình có là P cộng 2 nhân x cộng với cả P trừ 5
nhân y cộng v cộng 14 bằng 0. Nào thì mấy đứa nhìn cho thầy cái phương trình một này này, dạng của nó là dạng gì? Nào, cho thầy biết cái dạng phương trình này này là dạng phương trình gì. Nhớ cái P nó chỉ là mình, nó là tham số đấy. Các bạn coi P là cho thầy là tham số. Coi P là tham số thôi. Thì cái dạng phương trình này này, nó là dạng phương trình gì? Phương trình 1 ấy. Dạng của nó là cái gì? Đó. Nhìn về hình dạng của nó, dạng nó là cái gì nhỉ? Chắc thầy biết nhỉ? Chưa ai nhìn ra à? Dạng của phương trình 1 nó là dạng gì nhỉ? Tôi đang hỏi về dạng thôi. Đây. Cái gì đấy nhân x cộng cái gì nhỉ nhân y cộng một cái tự do bằng 0. Vậy dạng nó là dạng gì? Dạng phương trình gì? Phương trình tổng quát của cái gì ở đây? Của cái gì? Cụ thể hơn. Phương trình tổng quát của cái gì? Đây. Cái dạng này này, cái dạng phương trình tổng quát của cái gì nhỉ? Ok, cái này là phương trình tổng quát của đường thẳng. À, các bạn hiểu cho thầy nhé. Tức là cái m của thầy ấy, thỏa mãn phương trình 1. Cái m của thầy nó phải thỏa mãn phương trình sao? Vậy khi đó, mình xem bây giờ khi đó nhất là để đúng không? Để tồn tại điểm m thì suy ra ngay là để tồn tại m thì suy ra ngay là gì? Suy ra ngay là cái hệ này này, cái hệ của x trừ 1 tất cả bình cộng với cả y trừ 2 tất cả bình bằng 4 và p cộng 2 nhân x cộng với cả p trừ 5 nhân y cộng p cộng 14 bằng 0. Cái này nó phải có nhiệm. À bây giờ thầy hỏi nhá. Cái trên nó là đường tròn, cái dưới thực chất nó là đường thẳng thôi. Vậy bây giờ thầy hỏi này, khi nào đường thẳng cắt đường tròn? Chắc cho thầy biết khi nào đường thẳng cắt đường tròn đó. Nào. Khi nào đường thẳng cắt đường tròn là chắc thầy biết này. Câu hỏi quá cơ bản rồi, đến đây câu hỏi này không làm được thì hơi 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 toang đấy. Khi nào đường thẳng cắt đường tròn? Hoàng Minh à, cho thầy biết. Khi nào nhỉ? Khi nào đường thẳng cắt đường tròn? Ủa, câu hỏi khó thế à?
Nào, Khánh nào. Khánh, khi nào đường thẳng các đường tròn? Khi mà khoảng cách từ tâm đến đường thẳng đấy nhỏ hơn R. À, ok, đây là thằng T nha, đây là thằng D, delta nha. Thì có nhiều khi nào, khi là gì, khi là gì? Là khoảng cách từ y đến delta đúng không? Phải bé bằng F. À, bây giờ cái y triển khai lúc cùng thầy nào triển khai nhá. Cái y là bao nhiêu? 1 2, vậy khi đó khoảng cách là gì nhỉ? Đường thẳng delta đây nó sẽ là gì? Hai lần của gì nhỉ? À, y 1 2 mà, sorry. Y 1 2 nó sẽ là gì nhỉ? B cộng 2 ạ. P cộng 2 tiếp tục. Cộng với cả 2B trừ 10 ạ. 2 nhân P trừ 5 cộng P cộng 14 đúng không? Mẫu là gì? Cũng là căn của T cộng 2 tất cả bình cộng với cả P B trừ cộng 5 tất cả 2 bình ạ. bình cộng với cả P trừ 5 bình. R là bao nhiêu? Nhỏ hơn bằng À, R bằng 2 ạ. bằng 2. Ô, rút gọn lên thành cái trên tử này sẽ là 4P. 4P bao nhiêu nhỉ? 4P cộng 6 đúng không? Nhỏ bằng gì nhỉ? Nhỏ bằng 2 là nhân căn của gì? Thằng này nó sẽ là 2B bình trừ đi 6P cộng với cả 29. À đấy là thầy bình phương hai vế lên. Thầy chia cho 2 nhé, chia cho 2 cho nó đỡ cực. Chia 2 về cho 2 tức là mình có 2P cộng 3 đúng không? Nhỏ bằng gì nhỉ? Căn của 2B bình trừ 6P cộng 29. Đúng không? Vậy bình phương lên cho thầy tức là mình có cái gì? Tức là mình có là 2B cộng 3 bình này. Nhỏ bằng là gì nhỉ? 2B bình trừ 6P cộng 29 đúng không? Thu gọn lại cho thầy tức là mình có là 2P bình bao nhiêu nhỉ? Cộng bao nhiêu? Cộng 18P cộng 18P trừ 20 nhỏ bằng không. Các bạn dễ dàng giải được cho thầy cái P trong đoạn nào? P sẽ trong đoạn từ trừ 10 nhỏ hơn P, P nhỏ hơn 1. À vậy nó hỏi gì? Nó hỏi giá trị lớn nhất. Ở đây mình có thể tìm được min luôn đấy, tìm được min luôn. Vậy khi đó mình có ngay P max bằng bao nhiêu? Bằng 1. À, P max bằng 1 khi nào? Tức là thầy cho cái này bằng 1 này, cho bằng 1 này, các bạn thấy không? Khi là gì nhỉ? Khi là cái P bằng 1 không? Hay tương đương gì nhỉ? B bằng 1. Đúng chưa? B bằng 1 tức là gì? Tức là mình có là đây thay đổi vào đây, thay đổi vào 1. Thay vào 1 cho thầy mình ra cái gì? Sẽ là ra là 3x trừ 4y cộng 15 bằng 0. Đó thì khi đó cái điểm M ấy, các bạn giải hệ thôi. Vậy điểm M của mình ý, mình suy ra ngay cái điểm M nó bằng cái delta giao với T không? Là nhận phương trình là gì nhỉ? X trừ 1 bình cộng với cả y trừ 2 bình bằng 4. Và mình có 3x trừ 4y cộng 15 bằng 0. Đấy thì các bạn thì đây giải x bằng bao nhiêu thôi, y bằng bao nhiêu thôi. Có một điểm thôi. Đấy. Nào, nghe bài này một chút xem có hiểu không? Tức là thầy chuyển bài toán về tương giao của đường thẳng và đường tròn. Nó không không quá khó. Ok không? Nó không quá khó. Từ đường thẳng về đường tròn. Nào xem một chút bài này có hiểu được không nhỉ? Kim Chi nghe bài này ngấm được không? Hơi hơi à? Nói chung câu này để mà đi thi thì chắc chắn là có điểm 10. Yên tâm mình còn buổi ôn nữa cơ, cứ thoải mái. Mình còn 2-3 buổi ôn nữa cơ. Bài cái này mình sẽ gặp lại. Mình sẽ gặp lại bài cái này. Nga nghe hiểu được bài này Hãy
làm tạm mà. Quang ok chứ? Em hiểu ạ. Nói chung là bạn nào mà có nhu cầu điểm 10 ý, thầy khuyến khích học bài này của thầy thôi. Chứ về cơ bản bạn nào mà chỉ có nhu cầu là 9 trở xuống ý, thì thầy không khuyến khích các bạn học cái bài này làm gì cả. Nếu như bạn nào muốn muốn 9 trở xuống ý, thì không cần thiết. Thế thầy nói thẳng là như vậy. Các bạn nào muốn dưới trên 10, trên trên 9 điểm ý, thì ok, bài này nên nghe. Nó cũng không quá khó và yên tâm các thầy cô cho các bạn không quá khó. Đủ để các bạn tư duy được. Ngân ok chứ? Nghe hiểu bài này không? Hiểu. Rồi, thế mình sang một chút bài dễ hơn nha. Một tí bài dễ hơn. Mình sang đề của Kim Liên. Nào. Chép thầy vào. Chép thầy hai bài vào. Đây mình gọi là bài 3. Đây là bài 4. Làm chuẩn bị cho thầy mấy câu dễ nha, tối thiểu là cái bài 3 phải làm được nha. Bài 3 thi nhiều đấy. Cố gắng làm cho thầy. 5 phút nữa thầy gọi. Chép bài nào làm bài đấy mấy đứa nhá. Chép bài nào làm bài đấy. Khá cơ bản thôi.
3 phút nữa thì gọi nhá, tối thiểu là được thầy bài 3. Bài 4 thì mình sẽ cùng nghĩ sau. Nào, chuẩn bị nào. Làm thầy bài đầu tiên nào. Bài đầu tiên khá dễ thôi. Bảo nào, giúp thầy. Câu A, bài 3. Em đây ạ. Làm thầy câu A nào. Câu A thì có D vuông góc với delta. Đây có dạng là gì? Vector chỉ phương của D thì bằng vector phát biến của delta và bằng 3 Ừ. phần 4. À, bằng 3 phần 4 ạ. Rồi, tức là mình có cái còn nhớ cách dạng không? Cái này là 3 4 đúng không? Mình chuyển về thành gì nhỉ? Chuyển sang vuông góc thì chuyển thành 4 với trừ 3. Còn nhớ cái này không? Vâng. Thì sẽ đen D có dạng Có. là gì nhỉ? D có dạng là gì? 4x 4 3. x trừ 3y cộng c bằng 0. Ok chứ? Vâng. Mình có vì gì nhỉ? Vì A thuộc gì? A thuộc D không? Suy ra phương trình là gì nhỉ? A thuộc D thì phương Đi. trình là gì? Phương trình là 4 Nhân x 1 1 ạ. trừ 3. A 1 1 thuộc D còn gì? Thay 1 1 vào đây. Cộng C bằng 0. Tức là C bằng bao nhiêu? C C sẽ bằng là Trừ 1. C bằng trừ 1 ạ. Vậy D có dạng là gì? D có 4x dạng là 4x trừ 3y cộng a trừ 1. bằng 0. Rồi, cái B. Nào, đường tròn tâm A tiếp xúc với delta. Đó, tiếp Thì xúc. Có tâm rồi, vậy bán kính thì có gì? bán kính thì sẽ bằng khoảng cách từ a đến delta. Chuẩn rồi. Bằng bao nhiêu? Trị của gì? Bằng 3 nhân 1 cộng 4 nhân 1.
cộng 5 ạ. Chia căn của gì? Chia căn 3 mũ 2 cộng 4 mũ 2 bằng bao nhiêu? Bằng 12/5 ạ. Ok, vậy khi đó cái C các bạn là gì? Khi đó C sẽ bằng là x trừ 1 mũ 2. Rồi cộng y trừ 1 mũ 2 bằng 144/25 ạ. Phần 25. Ok. Ngon chưa? Quá là ngon. Đấy, đấy là nói chung là thầy nói thẳng với chúng mày là thi ba ý thì hay đâu, nó dễ thế này thôi. Chủ trương của chúng mình là vì học online nhiều nên là thi không cho khó. Nên các bạn không phải lo lắng cái chuyện thi cử làm gì quá cả, đừng áp lực quá. Chứ bạn nào muốn được 10 điểm thì cần cố gắng hơn, chứ về cơ bản 9 điểm nó dễ. Dễ thật. Nếu là 9,5 ra đây thì thưởng quà nhé, thưởng quà trước khi nghỉ hè. Bài 4. Đã. Suy nghĩ một chút bài 4 nào. Cho đường tròn C. Thằng Khánh này là 6 điểm về cắt tiết. Nghe Khánh nha. Ta bảo bố mày. Ta sẽ bảo bố mày. Không thể như thế được. Đây là M này. Đã. Kể được hai tiết tuyến MA, MB. Nói chung là vì thi tự luận á, nên các bạn phải tập trình bày đi. Chứ mình không thể trình bày cật nhả được. Hiểu thầy không? Đây là AB. Đây là AB. Rồi. Tìm tọa độ M sao diện tích tam giác IAB lớn nhất. Diện tích tam giác IAB lớn nhất. Thì mình phải quan tâm là tính diện tích tam giác IAB kiểu gì. Đây là vấn đề quan tâm là vậy. Tính diện tích kiểu gì. Hiểu vấn đề không? Tính nó thế này. Nào, có ai có ý tưởng cái bài này không? Ý tưởng không? Cái của Linh dùng không ổn lắm thì thấy IM thay đổi, AB cũng thay đổi. Thì cái việc tìm mắc cái này nó hơi khó. Hơi khó đấy anh ạ. Hoàng có thể xem nào. Diện tích của tam giác IAB sẽ bằng IA nhân IB nhân cho sin của góc AIB. Ừ, nói đi. Bằng sin của góc AIB lớn nhất thì AIB bằng 90 độ. Khi AIB 90 độ thì AMB cũng bằng 90 độ thì MA bằng MB bằng R. MA bằng MB bằng R. Ok, rồi sao nữa? Thế rồi. Ok, nói chung là ý tưởng là ok rồi. Thì đầu tiên mình triển khai một chút nhé. Mình triển khai này, ý của Hoàng này. Đầu tiên là cái C. Cái C của thầy ấy, thì cho thầy tâm là bao nhiêu? Tâm y. Tâm y quá ngon rồi. Kim chi, thầy biết tâm là bao nhiêu nhỉ? Kim chi nhỉ? Alo chi. Kim chi cho thầy biết tâm là bao nhiêu? Tâm là 1/-4 ạ. Rồi bán kính R bằng gì? Căn của 1/ cộng 4/4 bằng bao nhiêu? Bằng căn 13. Ok. Việc tối thiểu tâm bằng kính phải làm được nhá. Thì bây giờ nghe này. Thầy còn nhớ bài này không? Mục tiêu bài này á, thầy bảo rồi, mấu chốt là mình phải tìm được MI. Nhớ nhá. Mấu chốt bao giờ cũng vậy, mình phải tìm được MI. Hiểu thầy không? Vì sao lại như vậy?
Vì m thuộc delta nhé, thì chắc chắn là mình sẽ tham số hóa để điểm m rồi. Theo mặt ẩn, mi có rồi, có tốc độ rồi. Nếu thầy biết được đoạn mi bằng bao nhiêu ấy, thì coi như câu chuyện là chấm hết. Đúng không? Đó. Thì bây giờ mình quan sát một chút này. Bây giờ mình sẽ tham số hóa điểm m nhá. Đầu tiên này, điểm m AB thuộc C. Vậy suy ra phương trình là gì nhỉ? Phương trình sẽ là gì? Sẽ là A trừ B cộng 1 bằng 0. Tức là mình có A, B bằng gì? B bằng A cộng 1. Với B bằng A cộng 1 thì điểm M có tốc độ bao nhiêu? B bằng A cộng 1 thì điểm M sẽ có tốc độ là A và A cộng 1. Ok không? A và A cộng 1. Đó, thì bây giờ nhá. Nó hỏi là gì? Diện tích tam giác này lớn nhất, không khó đâu, mình giờ cố gắng nghe. Thì mình có diện tích cái tam giác IAB. Nó bằng gì nhỉ? Bằng 1 phần 2 lần của gì? Của IA nhân IB nhân sin của AIB. Có hiểu không? Mà để cho thầy nhé, để ý này. Để ý này. Thằng này là R không? Thằng này là R. Hay bằng bao nhiêu nhỉ? Cụ thể bằng bao nhiêu? 1 phần 2 nhân căn 13 nhân căn 13 nhân sin của gì? AIB. Đúng không nhỉ? Bằng bao nhiêu? Bằng 13 phần 2 nhân sin của AIB. Mà nhớ lại một chút lượng giác của thầy. Lượng giác đánh giá sin ấy thì bao giờ nó cũng bé bằng 1. Đúng không? Vậy tức là cái này sẽ nhỏ bằng gì? Tức là cái diện tích này sẽ nhỏ bằng nhiêu? Nhỏ bằng 13 phần 2. Thì mình suy ra ngay là gì? Suy ra ngay cho thầy là gì? Là mình có ngay S max bằng 13 phần 2 khi nào nhỉ? Khi và chỉ khi là cái sin của AIB bằng 1. Mà sin bằng 1 thì các bạn ship sin cho thầy. Ship sin cho thầy là góc AIB bằng 90 độ. Ok, tức là góc này góc vuông. Hiểu không? À, bây giờ đố biết nhé, nhớ mục tiêu của mình là mình tìm MI với AIB bằng 90 độ thì tính cho thầy MI bằng bao nhiêu? Sao thầy biết nào? Một chút thời gian tự tính đi. Với AIB bằng 90 độ thì MI là bao nhiêu? Tính giúp thầy MI gì nào? MI bằng bao nhiêu? À, cho thầy biết. Với góc AI bằng 90 độ thì thằng MI là bao nhiêu? À, tính đi. Nhớ là 90 độ thì mình có gì đặc biệt? Mình mới chỉ có thằng IA là căn 13 thôi. Đấy ạ. Căn 13 thôi. Rồi, Linh Vũ ok. Các bạn khác, cứ bảo là nhà chat thì không có mic thì chat nhé. Với thằng này là 90 độ thì MI là bao nhiêu? Minh Thu đúng rồi.
Nào. Đấy, để cho thầy nhé. Với góc AIB bằng 90 độ thì nhớ này, thằng này có 3 vuông và vệ siêng ngay. Chia ngay góc AMB cũng phải là 90 độ. Đúng không? Góc này là 90 độ, tức là siêng ngay là vì bình thường là hình chữ nhật đúng không? Nó là hình chữ nhật. Nhưng mà vì mình có nhau IB, vệ siêng ngay là cái tứ giác IAMB nó là hình vuông. Hình vuông. Mà mình có một cạnh IA là căn 13 rồi. Thì vậy suy ra ngay như thế là cái MI á, MI sẽ bằng là gì nhỉ? Đây này, tức là thằng này cũng là căn 13 này, hiểu vấn đề không? Như ta gom bằng căn của gì đó? Căn của cả IA bình cộng với gì? Cộng với cả MA bình. Đấy, sẽ bằng gì nhỉ? Căn của 13 cộng 13 bằng căn 26. Bây giờ để cho thầy một chút nhé. Thực chất MI tương đương gì nhỉ? MI bằng căn 26 thì mình có ngay là cái MI bình bằng 26. Mà MI bình tính được gì hả mấy đứa? Lấy M chú ý tất cả bình thôi. M đây, M đây, M là A với A cộng 1 không? Thì mình có MI bình sẽ là gì? Sẽ là A này, gì nhỉ? Y đúng không? Y là 14, tức là A trừ 1 bình. A trừ 1 tất cả bình. Cộng với gì nhỉ? Cộng với cả A cộng 1, tức là A cộng 5 bình bằng 26. Đấy thì các bạn giữ hoặc là thầy lại, mình có là 2A bình cộng 8A bằng 0, tức là mình có A bao nhiêu? A bằng 0 hoặc là A bằng trừ 4. Với A bằng 0 thì M là bao nhiêu? M là 0,1. Với A bằng trừ 4 thì M là bao nhiêu? Trừ 4,3. Trừ 4, trừ 3. Ok, A bằng 0 thì là 0,1. A bằng trừ 4 thì M là trừ 4, trừ 3. Ok nhé. Nói chung là nó cơ bản đúng không? Cố gắng. Hiểu chưa mấy thanh niên? Nó khá dễ nhá. Thầy cho các bạn 1 phút 2 phút xem lại bài này xem nào. Nó không quá khó. Cái mấu chốt bài này thì dạy rồi, là bao giờ cũng vậy, mình phải tính được cái MI là bao nhiêu. Đấy là cái mấu chốt vấn đề. Khi có MI rồi thì các vấn đề gần như là hết. Được chưa nhỉ? Cố gắng xem đi, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi thầy luôn nha. Thu Phương nghe hiểu bài này không? Thu Phương cái mờ đấy á, Linh Linh hỏi cái mờ đấy á. Biểu thức cuối cùng là biểu thức nào nhỉ? À cái A trừ 1 đây này, cái các bạn hiểu A trừ 1 bình ở đâu không? Cái MI này, Y là 1 trừ 4 đây này, Y là 1 trừ 4, M là A cộng 1 này. Thì đoạn MI là tính kiểu này còn gì nữa? Thì lấy M trừ Y tất cả bình, lấy Y trừ M hay M trừ Y là như nhau, độ dài là như nhau, không phải lo. Diệu Linh ok chưa? Thu Phương nghe hiểu bài này không? Chắc ổn đấy. Nhớ là cái mấu chốt nhá, là bao giờ cũng vậy, mình phải tính được MI cho thầy. Hiểu không? Có MI rồi thì M thuộc đường thẳng á. Đây này, M thuộc đường thẳng delta này, M thuộc đường thẳng delta này, thì khi đó mình sẽ tham số hóa để M được. Mình hiểu vấn đề không? Tham số hóa được rồi thì mình quẩy như bình thường thôi.
Đấy, cơ bản nó là như vậy. Hiểu chưa? Ok. Còn thắc mắc gì không nhỉ? Kim Chi nghe ngấm được bài này không? Kim Chi. Thầy sẽ cho bài tương tự để các bạn làm. Nghe nhá, hoàn toàn góc vuông này này, thầy có thể thay bằng góc khác. Các bạn hiểu với thầy không? Tức là góc 120 độ chẳng hạn, hay là góc 60 độ chẳng hạn, tùy vào bài toán. Thì mấu chốt là tính MI thôi, nó thông qua các góc vuông này này mấy đứa ạ. Đấy, hiểu vấn đề không? Góc này là góc vuông thì hoàn toàn mình có thể xem bằng góc khác được, không không quan trọng chuyện gì lắm. Hiểu ý chưa? Là thế bây giờ một bài tương tự nhá, một bài tương tự để các bạn làm cho thầy. Chắc nhanh có thể để mở bao nhiêu để cho thời gian làm. Khi gặp bài này thì ngon quá vì nó không không quá khó đúng không? Nào, thế bài này xem đây. Để cho hai bài tiếp theo cho nó một bài tương tự, hai bài tiếp theo rồi. Đây là bài bài 5, đây là bài 6. Ba phút thì gọi nha, ba phút thì gọi. Tối thiểu là câu một phải làm xong.
Nào, câu đầu tiên là làm giúp thầy câu đầu tiên. Câu này câu khá dễ thôi. Nguyễn Thảo này. Câu tiên cho thầy. Phần 5. Nguyễn Thảo. Ừ, đầu tiên đường tròn C có tâm là gì? Thầy đường tròn C tâm là 21 ạ. Tâm y là 21, bán kính là bao nhiêu? Bán kính là 2. Rồi bây giờ delta vuông với D thì delta là dạng gì? Vừa làm xong. Nên là cộng 2 cộng. Trời ơi, giờ các ngữ thế. Thằng này 21 chuyển về gì nhỉ? 21 chuyển thành gì nhỉ? Chuyển thành là 1 chữ 2 không? Cái này phát tuyến ngay chỉ phương này. Em hiểu không? Rồi. 21 1 chữ 2 vậy đơn giản là dạng là gì? Dạng là hay cộng 1. X trừ 2y cộng C. Bằng 0. Trời ơi. Bây giờ mình có, nó bảo gì đây? Đường thẳng đi qua tâm, tức là mình có gì nhỉ? Y thuộc gì? Y thuộc cái delta. Bây giờ cái này mày quên rồi hả Thảo? Một chiếc vừa ôn lại mà. Đây phương trình là gì? Hiểu. 2 trừ 2 cộng 0. 2 trừ 2 cộng C bằng 0, tức là C bằng bao nhiêu? C bằng 0 luôn. Vậy có delta dạng là gì? Ra là x2y bằng 0. X trừ 2y bằng 0. Ok. Khá dễ. Rồi. Bài số 6. Để cho một chút ra làm tiếp nha. Nó tương tự bài trên thôi, nhưng góc này là góc khác. Được chưa? Góc khác một tí. Về cơ bản là giống hệt. Chỉ là góc khác thôi. Mình sẽ gọi là nè, quay đi. Xem bao nhiêu. Nào, một bạn đọc thấy cách làm nào. Bài này nó giống bài trước thôi, không không có gì mới mẻ cả. Đúng không? Cho cách làm bài này nào. À, Đông nào, đọc thấy cách làm nào. Đầu tiên là gì nhỉ? Em thấy là đường tròn C tâm y là 2 và 1. Tiếp tục R. R bằng căn của căn 4 là 2. Căn 2. 2. Rồi. Điểm M tọa độ AB thuộc C. Bây giờ M AB thuộc gì nhỉ? Thuộc C ạ. Thuộc
thuộc sẽ thuộc C. À nhỉ? D mà, thuộc D mà. D ạ. À. Vậy xem phương trình là gì? Là 2A cộng B cộng M bằng 0. Đúng không? Tức là mình có ngay là B bằng gì nhỉ? B trừ 2A. 2, 2A trừ M. Vậy điểm M tọa độ bao nhiêu? M tọa độ là A với trừ 2A trừ M. Trừ M. Ok, thì mấu chốt bài này phải tính được cái gì em nhỉ? Tính được cái M, MI. MI ạ. Thì bây giờ nhá, đây bài cho góc gì nhỉ? Bài cho góc A, AMB. AMB là bao nhiêu độ? 120 độ. 120 độ, thì đố thế, đố em biết góc này bao nhiêu độ? 60. Rồi ok, thì mình có nhá, mình có cái AMB bằng 120 độ, thì tức là mình có ngay là cái góc AMI bằng 60 độ. Bằng 60 độ. À bây giờ nhá, tam giác AMI tam giác gì? Vuông. Cái này bằng 2, bằng 2 này. Đúng không? Vậy mình sẽ dùng sin gì nhỉ? Dùng sin đi. MI cạnh huyền đúng không? Vậy có sin của AMI bằng gì? Sin đi học bằng gì nhỉ? Bằng IA chia I IM. Vậy mình có ngay IM bao nhiêu? IA trên sin của 60 độ bằng bao nhiêu nhỉ? Là bằng và mình tính cho thầy 2 chia 4 căn 3 trên 3 bằng 4 căn 3 trên 3. Rồi hay mình có nghe IA bình là mở IM bình bao nhiêu? IM bình nó sẽ bằng là 16 phần, phần 3. 3. Mở IM bình tính cái gì? Nào. Đó là A trừ 2 bình. Đúng không? Tức là thầy cộng với gì nhỉ? Cộng với cả 2A B. Cộng M cộng 1 bình. Có hiểu không? Thầy lấy M trừ Y á. Lấy M trừ Y hoặc Y trừ M tùy. À vâng. Đây M đây này. Bằng 16 phần 3. Rồi. Dù gọi là thầy làm chút nào sẽ làm 5A bình này. Thầy nhầm cho. Cộng với gì đây? Thầy này là trừ 4A này. Thầy này là 4 lần của M cộng 1 nhân A này. Thì sẽ là cộng với 4MA. Thầy này 4 chuyển sang là trừ 4 phần 3. Trừ 4 phần 3 cộng 1 là trừ 1 phần 3. Tức là mình có là cộng với M bình. 2M trừ 1 phần 3. Thầy nhầm đấy nhá, thầy nhầm qua như thế thôi. Là bây giờ nghe này, đề bài nó bảo gì? Bình thường bài trước á là cái tham số này này, tham số M này biết đúng không? Thì mình sẽ giải phương trình luôn. Thì bây giờ bảo là gì đây? Tìm M để tồn tại đúng một điểm M. Tức là gì nhỉ? Tức là gì? Tức là phương trình này phải thế nào em? Điểm duy nhất ạ. À, vậy để đúng không? Để có một điểm M. Điểm M thỏa mãn đúng không? Thì xin nghe phương trình 1 thế nào nhỉ? Phương trình 1 là có nhiệm duy nhất. Khi nào có nhiệm duy nhất nhỉ? Khi nào nhỉ? Phương trình hai cái gì cơ? Phương trình có nhiệm duy nhất khi nào? Phương trình bậc 2 có nhiệm duy nhất khi nào nhỉ? A khác 0. Mỗi A không nhỉ? Ô, hỏi chấm. Phương trình bậc 2 mà có nhiệm duy nhất khi nào hả em? Là delta phải thế nào nhỉ? Delta phải thế nào? Delta bằng 0. Trời ơi, phương trình bậc 2 giờ mình lag thế. Phương trình bậc 2 có nhiệm duy nhất khi delta bằng 0, nhớ chưa? Ok không? Vậy tương đương gì nhỉ? Tương đương gì? Delta là gì nhỉ? Delta là gì? Delta phẩy đi. Delta là gì? 2M. 2M bình này. Trừ đi 5 nhân với cả M bình cộng 2M trừ 1 phần 3. Bằng 0. Đúng không? Rồi giúp gọn là cái này. Tự giúp gọn đi. Xem nào.
4 m bình trừ 5 m bình cộng 10 m cộng 5 phần 3 bằng 0, rút gọn lại bằng bao nhiêu? Bằng trừ m bình trừ 5 m trừ 10 m trừ 10 m cộng trừ, cộng 5 phần 3 bằng 0. Vậy bằng máy tính thay m bằng bao nhiêu? M bằng trừ 15 cộng 4 căn 15 trên 3. Trừ 15. Ủa sao trừ 15? Căn... cộng 4 căn 15. Trên 3. Trên 3. Cộng trừ. Ok. Hơi xấu nhỉ. Đó. Bạn đây hiểu không? Nghe hiểu được chứ? Hà Đông, hiểu được không? Em cũng hiểu. Cũng hiểu. Tóm cái váy lại. Mấu chốt phần này là gì? Là phải tính được cái MI là bao nhiêu. Đó. Phải tính được cho thầy MI nó là bao nhiêu thì mình mới ra vấn đề được. Thì bình thường các bài trước ấy, các bài trước là cái gì? Là chẳng qua cái thằng MI này này nó là một số cụ thể ấy. Thì đến khi mình có MI rồi đúng không? Thì mình có thể giải phương trình tìm A là bao nhiêu. Nhưng mà này nó khó ở chỗ là gì? Là cái đường thẳng D này này vẫn còn tham số. Các bạn hiểu không? Vẫn còn tham số. Thì mình sẽ phải tìm điều kiện của M thôi. Để có đúng một thiết tuyến thỏa mãn. Đúng được một điều M thỏa mãn. Nhớ nhé, trong cái phương trình một này này. Trong phương trình một này này. Nếu các bạn giải ra 2A thì có 2M. Không có A nào thì không có M đúng không? Đấy thì cái này cũng vậy thôi. Để có một thiết tuyến duy nhất thì sao? Thì nó phải có một nghiệm thôi. Ok chưa nhỉ? Đã. Cái mấu chốt là như vậy. Hiểu chứ? Khánh ok không? Ok ạ. Học đi nha Khánh nha. Khỏi vòng có chơi đâu. Cứ Thu Trang ok không? Có ạ. Minh Thu, nghe hiểu rồi chứ? Nghe hiểu ạ. Rồi, đó. Hơi khó, hôm nay mình ôn hơi khó một tí. Mình không ôn cơ bản mấy. Buổi trước thì còn cơ bản nhiều, chứ buổi hôm nay thì nó hơi khó một chút. Đúng không? Thì về cơ bản là vẫn ok thôi. Các bài tập thì nó không quá khó. Nên là các bạn cố gắng ấy cho thầy. Rồi, mình sang phần tiếp theo. Thầy sẽ đan xen vừa dễ vừa khó cho các bạn làm nhé. Không khó quá thì các bạn lại nhanh nào. Mình đan xen thôi. Bài trên các bạn thấy ok chưa? Nhớ là chắc cho thầy những cái câu cơ bản trước nha. Còn những câu khó thì mình tính sau. Được chưa nhỉ? Rồi. Chép tay thầy bài 7. Bài 7. Thầy cho thầy nhân C là x cộng 1 bình cộng với cả y trừ 2 bình bằng 9 và hai điểm A tổ là 3, 4 điểm B tổ là 2, 3 được chưa? Rồi, câu 1 đơn giản thôi. Viết phương trình tiếp tuyến của C. Biết tiếp tuyến nó song song với cả cái delta 3x trừ 4y
trừ 1 bằng 0. Câu số 2 là gọi M là điểm thuộc C, chấm tìm mắc của cái T bằng MA bình cộng 2MB bình. Rồi, MA bình, 2MB, mắc của cái T. Để cho hai ý, một ý dễ, một ý khó. Cố gắng làm thì ý dễ. Thế cho 5 phút chuẩn bị trước, tối thiểu là phải làm cho thầy ý đầu tiên, tối thiểu như vậy. Thi về các bản chất tuyến thì các thầy cô chỉ hỏi các bạn như thế này thôi, nó không quá cầu kỳ, hiểu không? Cố gắng là được. Phương hỏi thế về hơi khó, Phương ạ. À, Phương hỏi hay gặp không biết. Nói chung là tùy năm. Nói chung là đường tròn thì nó có 3 câu thì 2 câu dễ các bạn phải làm được. Câu khó thì các bạn có thể bỏ qua được, nhưng mà câu dễ thì buộc phải làm. Kiểu như vậy. Bài 6 này là bài bình thường, biết làm thì dễ, không biết làm thì khó. Nói chung là nếu mà đi thi câu khó thì bài 6 có thể là câu khó. Cũng làm được thôi, không phải sợ. Nhớ 9,5 có quà nhé, 9,5 dâng điểm lên là có quà. Hai phút thì gọi nhé.
Nào, làm thầy câu đầu tiên nào. Khá là nhẹ nhàng thôi. Thu Phương nào, giúp thầy. Thu Phương. Em giúp thầy. Đầu tiên là tâm ở y có tọa độ là âm 1, 2, bán kính r bằng 3. Âm 1, 2, ok, r bằng mấy, r bằng 3 rồi. Bây giờ mình có tiếp tuyến. Kết tuyến D song song với delta. Suy ra kết tuyến có phương trình là 3x trừ 4y cộng c bằng 0, c khác trừ 1. C khác trừ 1, ok không? Bây giờ mình có r bằng gì nhỉ? Có r bằng D ở y xuống bên xuống delta. Delta tương đương gì nhỉ? Tương đương với 3 nhân âm 1 trừ 4 nhân 2 cộng C trên căn 3 bình cộng 4 bình. Rồi, căn của 3 bình 4 bình bằng bao nhiêu? Bằng 3. Đúng không? Tương là trị của C thế nào nhỉ? Trị C trừ 11 chia 5 bằng 3. Tức là gì đây? Chị C trừ 11. Cái ở làm trên sao? Nó ở trên làm sao? Nó là C trừ 5. Sao C trừ 5 nhỉ? Em xem lại xem này. Nó là trừ 1 mà. Trừ 3 nhân trừ 1 mà. 3 nhân trừ 1 là trừ 3 mà. Đúng không? Trừ 3 trừ 8 là 11 chứ. Rồi. Đấy, lại lát vào đấy, cẩn thận sai nhé. Thế mình có C trừ 11 bằng mấy? Bằng 15 này. Hoặc là mình có C trừ 11 bằng trừ 15. Thế mình có C bằng bao nhiêu? 26. C là trừ trừ 4, thỏa mãn hết, đúng không? Vậy có hai phương trình là gì? Tiếp biến 3x y cộng 26 bằng 0 ạ. Cộng 26 bằng 0 và tiếp theo là gì? 3x trừ 4y trừ 4 bằng 0 ạ. Ok, hiểu chưa? Nói chung câu này thì nó quá quá ngon rồi. Thầy nghĩ không vấn đề gì. Rồi mấy đứa nó không vấn đề gì. Thế câu số 2 nè. Mắc T bằng MA bình cộng 2MB bình. Tìm cái này để nó mắc. Có ai có ý tưởng cho con này không? Ý tưởng thôi. MA bình cộng 2MB bình mắc gì nhỉ? Về mặt ý tưởng thôi đã, để chưa cần triển khai vụ. Câu này, câu trong đề cương đấy. Trong đề cương, mắc min cũng được thôi, không sao cả. Trong đề cương. An có ý tưởng gì không An? Em có ý tưởng gì ạ? Chưa à? Ngân. Có ý gì không? Nào thì cái câu này nhá, thì cái T này, cái MA thay đổi, MB thay đổi, tức là mình có hai ẩn thay đổi, đúng không? Hai ẩn thay đổi thì hơi khó làm. Thì ý tưởng của thầy này là thầy sẽ đưa nó về một ẩn thôi. Mục tiêu của thầy là thầy đưa về một ẩn. Thì bây giờ thầy sẽ gọi, nhớ cái tâm tỉ cự không? Nhớ tâm tỉ cự chưa? Thầy sẽ gọi như sau này. Thầy sẽ gọi Y. Gọi Y. Thỏa mãn. Là vector IA cộng 2 vector IB bằng 0. Còn vector 0.
Đấy thì các bạn giải cái điểm y nhá, tức là mình có là gì nhỉ? Mình có là a trừ y này cộng với cả 2 nhân b trừ y bằng 0, tức là mình có ngay là 3 y bằng a cộng 2 b bằng bao nhiêu nhỉ? A là bao nhiêu? A là 34. B là bao nhiêu? Cộng 2 lần nhân với cả 23, kết quả bao nhiêu nhỉ? Bằng 7. 70. Vậy khi đó điểm y là bao nhiêu? Và tốc độ là 7/3, 10/3. Ok, lấy điểm y nhá. Thì khi đó nhớ một chút, nhớ lại lý thuyết một chút này, là bình phương vector, bình phương vector độ dài bằng bình phương vector, hiểu không? Thì khi đó mình có gì nhỉ? À, mình có cái gì? Mình có ngay là cái t ấy, thực chất cái t thì viết thành gì nhỉ? Là cái ma bình cộng với cả m mb bình, hai là mb bình đúng không? Thầy chèn điểm y vào giữa nhé, sẽ bằng mi này, vector mi cộng vector ia này cộng vector mi cộng vector ib này, tất cả bình này đúng không nhỉ? Thầy phá ra tức là sẽ có là đây là hai lần, thầy phá ra sẽ là gì? Sẽ là hai lần, ba lần mới, thầy rút gọn một chút nhé, ba lần, thầy viết chậm đi, là mới y bình này cộng hai lần, hai lần mới y nhân với tại y a cộng y a bình này, đấy, cộng với cả hai lần mới y bình cộng hai lần mới y nhân y b cộng với tại y b bình này, đấy đúng không? Thầy nhóm lại cho thầy sẽ bằng ba lần mới y bình cộng 2 lần mi nhân với vector ia cộng 2 lần vector ib cộng với gì nhỉ? Cộng với cả ia bình, 2 ib bình. À, nghe nhá, thằng này á là vector 0 này đúng không? Mình gọi tức là bằng 0, tức là sẽ là 3 mi bình. Một bạn tính nhanh cho thầy chút là ia bình cộng 2 ib bình là bao nhiêu? Tính nhanh cho thầy một chút nào. Một đứa y có rồi, y 7/3, 10/3, ab cho rồi, thì tính nhanh cho thầy một chút, ia cộng 2b là bao nhiêu? Nhanh cho thầy một chút nào, một bạn tính cho thầy cái ia bình cộng 2b bình là bao nhiêu? Đây với y là đây, y đây, y đây, ab cho trước ở đây rồi đó, bấm máy tính giúp thầy phát ra bao nhiêu? Một phút tính của thầy phát ra bao nhiêu? Số nó hơi lẻ nên là nhầm nhầm nó hơi ngại. Nếu thầy nhầm không nhầm thì cái này nó ra là 4/3. 4/3 không? Có ai bấm vào giống thầy không? Nếu thầy nhầm không nhầm. À, bây giờ nhìn như thầy nhá. Cái T này bằng 3 mi bình cộng 4/3. Thằng 4/3 là một số cố định rồi. Thằng này 4/3 nhá. Thằng này là 4/3 này. Đấy, nó ở đây này. Hiểu chưa? Nếu thầy nhầm không nhầm nó ra 4/3. Thì mình nhìn cho thầy nhá. Nhìn này. Thằng T của thầy bằng 3 mi bình cộng 4/3. Thì khi đó nhá, 4/3 là hằng số cố định rồi này. Vậy khi đó mình có mi mắc, vậy khi đó suy ra ngay là T mắc. Khi và chỉ khi là mi mắc. Đúng không? Nào, bây giờ các bạn kiểm tra giúp thầy xem là điểm Y nằm trong đường tròn hay là ngoài đường tròn. Đây đường tròn đây. Y đây, y mình tìm ở trên là bao nhiêu nhỉ? Y mình tìm là 1 trừ 1 2. R là 3. Thì các bạn xem giúp thầy điểm Y này
nằm trong đường tròn hay là ngoài đường tròn? Nào kiểm tra thầy đi. À, sorry, cái điểm y này hơi trùng với tâm nhỉ. Thôi sửa tâm di nhé, sửa tâm di đi, tâm di đi. Thầy so thầy quên mất thầy gọi nhầm trùng điểm tâm. Tâm di nhé, tâm di nhé, tâm di. Thế các bạn xem thầy biết là điểm điểm y này nằm trong đường tròn hay ngoài đường tròn? Thầy quên mất thầy gọi điểm hơi trùng với đường tròn. Điểm y này này, tâm di, đường tròn tâm di mà đấy nhá, tâm di sửa một chút. Tâm di. Trong hay ngoài đường tròn mày đấy nha. Tính cho thầy vector tính độ dài y di ra. Bằng bao nhiêu? Độ dài y di là bao nhiêu nhỉ? Nhầm không nhầm là bao nhiêu đây? 10 bình 100. 4 bình là 16, tức là căn của 1 16 phần 9. Thằng này lớn hơn R. Tức là điểm Y của thầy ấy, nằm ngoài. À, cái điểm M lơ lửng trên đường tròn, điểm M của thầy ấy là điểm lơ lửng trên đường tròn. Vậy khi đó thầy sẽ nối Y vào nhé, nối Y vào cho thầy. Nối y với gì vào. Đấy, nối y gì vào. Thì khi đó nhá, điểm M ở đây, điểm M ở đây này. Điểm M ở đây thì suy ra ngay là cái M y max. Vậy suy ra ngay M y max bao nhiêu? Nó sẽ bằng là M y max nó sẽ bằng cái gì nhỉ? Sẽ bằng là y gì? M y này, M y max này, đoạn màu đỏ này. Đoạn màu đỏ này nhá. Đấy, M y max. Nhìn thấy chưa? Mới mắc sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng là MZ. MZ. MZ cộng với cả EZ. Đấy. Thì MZ thực chất nó là bán kính là 3 cộng EZ. EZ nó là căn của 116 phần 3. Đó, vậy khi đó ngay T mắc bằng gì mấy đứa nhỉ? Bằng gì? Bằng 3 lần của gì đây? Thay vào là 3 cộng căn của 116 phần 3 tất cả bình cộng với cả 4 phần 3. Số nó hơi lệch. Tức là bác làm như vậy. Thầy để lại 2 phút cho bạn xem lại bài này. 2 phút cho mình xem lại. Cái ý tưởng đơn giản thôi. Tức là nếu các bạn để nguyên hai ẩn MA, MB ấy, thì là hai ẩn thì tìm mắc min nó khó, thì ý tưởng của thầy là gì? Là thầy cố gắng đưa nó về một ẩn. Đây này, từ hai ẩn MA MB nhé, thầy đưa về một ẩn, nó chỉ còn MI thôi. Thì thầy sẽ dùng tâm tỉnh cự để thầy làm. Một cái trò rất hay là từ hai ẩn đưa một ẩn, thì mình sẽ dùng tâm tỉnh cự. Phanh nghe hiểu được bài này không Phanh? Có. Thật, thật không đấy? Thật chứ em có đùa đâu. Nghe giọng mày như kiểu đang ăn đấy nhỉ? Đâu à, thầy lại đổ ăn em rồi. Chỉ có bạn Phương đang ăn thôi. Ừ, Phương sẵn đang ăn rồi. Này. Minh Thu nghe bài này ổn chứ? Dạ, hơi hơi. Hơi hơi à? Phải hiểu cái mấu chốt bài này, tức là đang hai ẩn, thầy bắn nó về một ẩn thôi. Thì một ẩn mình dễ biện luận hơn. Đấy, thì mới mắc trên hình vẽ đấy. T mắc khi mới mắc. Hoàng Minh nghe hiểu bài này không? Hơi à? Hơi là chưa hiểu rồi. Xem đi, xem các bước làm đi. Câu này cũng trong đề cương đấy mấy đứa ạ, trong đề cương đấy.
Lan Lá, một câu như vậy cần lấy cương phải cho vào để mình làm cho nó quen tay. Cao Hoàng ok chứ? Ok. An ok không? Diệu Linh hay hiểu bạn này không Diệu Linh? Muốn được điểm cao, muốn được điểm cao thì các bạn phải chịu khó học những bài nâng cao thôi. Đấy là cái vấn đề hiển nhiên rồi. Chứ không có chuyện là mình chả học gì điểm cao được. Nó hơi vô lý thôi. Rồi chép cho thầy cái bài này về nhà cho thầy giúp thầy nha. Chép giúp thầy bài này về nhà. Nó khá dễ thôi. Tương tự. Mình coi như bài 8, chép cho thầy về nhà. Bài 8. Chép thầy về nhà bài này nhé. Có hai ý đấy. Đọc đề nó hầm hố thôi. Ý thứ hai làm tương tự. Bài thầy vừa chữa nên thầy dành các bạn về nhà làm. Có gì vừa sau thì chuyện nốt được trên nhé. Tương tự bài thầy vừa chữa thôi, không có gì cả. Cố gắng nhé, cố gắng làm cái này. Được chưa? Chép. Nhớ làm, có gì không hiểu thì cứ hỏi nha. Câu B thì tương tự ý thầy vừa chữa thôi. Cố gắng thu gọn lại. Rồi thôi, nghỉ đi. Chào cả lớp, nghỉ ăn cơm đi. Bye bye. Hello thầy. Chào thầy.